Tiếp theo, cô mời các em cùng cô bước qua hoạt động số 2, âm nhạc thương thức, câu chuyện Mai Ngọc. Cô mời các em cùng cô đến với vùng đất Sarai, lắng nghe qua câu chuyện cổ hấp dẫn nơi đây. Đó là câu chuyện Mai Ngọc. Nào, bây giờ cô mời các em cùng lắng nghe nhé. Câu chuyện Nai Ngọc, phỏng theo chuyện cổ Sarai. Trên đỉnh một ngọn núi cao vùng Chuboda có một mỏm đá xanh hình dáng giống hệt một em bé đang cởi trên lưng voi. Ở trên cao, những tia nắng vàng rất dịu, những hạt mưa trong vắt, gió từ biển khơi rì rào thổi nhẹ kể cho mỏm đá nghe thật nhiều chuyện lạ của những miền đất xa xăm. Một sáng nọ, mỏm đá khẽ cụ quậy rồi hóa thành một cậu bé dễ thương. Cậu bé bước xuống núi và cất tiếng hát. Tiếng hát của cậu trong trẻo, ầm vang khắp nương rẫy, núi rừng, hòa vào tiếng còng, chiên, còng còng xa xa của buôn làng. Dân làng kéo đến, trầm trồ khen ngợi, mọi người đặt tên cho cậu là Nai Ngọc và đưa cậu về làng sống. Mỗi lần Nai Ngọc cất tiếng hát thì mọi người cảm thấy vui vẻ, hăng say làm nương rẫy. Nhờ vậy, mùa màng thêm tốt tươi, núi rừng nở đầy hoa thơm cỏ lạ. Bỗng một hôm, từ phía rừng xa, nai, công, chỉ, chim phí, lợn rừng từng đàn kéo về đông nghịch, phá mùa màng nương rẫy. Dân làng khua còng, chiên, gõ trống tung tung, dùng gậy gộc xua đuổi chúng mà không được. Lúc ấy, Nai Ngọc bỗng cất tiếng hát. Tiếng hát của cậu du dương khiến cho muôn thú ngừng phá, rồi dần mê mẩn nhảy múa chung quanh cậu. Nai Ngọc vui vẻ chơi đùa với muôn thú, dân làng ai nấy cũng đều bất ngờ và reo vui. Dẹp xong nạn thú rừng, cả làng cùng trở về với nương rẫy xanh tươi. Từ đó, sớm chiều, tiếng hát của Nai Ngọc đều vang lên, đem đến niềm vui cho dân làng.